Sớm mai này nắng ấm ở trường xa, tiếng gà gáy bình yên trên ngực đảo, tiếng trẻ nhỏ đến trường nơi sóng bão, thêm một lần Tổ quốc được sinh ra. Thưa quý vị khán giả, hành trình của Tổ quốc trong tim đã đưa khán giả tới rất nhiều địa danh trên giải đất hình chữ S. Và trong ngày hôm nay, trong hành trình ấy thì chúng tôi sẽ theo chân những người chiến sĩ hải quân để đến với quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Trước khi lên tàu thì hãy cùng chúng tôi làm quen với một chiến sĩ còn rất trẻ nhưng mà đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Phạm Quang Trường, sinh năm 2001. Năm nay thì tôi viết đơn tình nguyện xin đi nhập ngũ và hiện tại đang công tác và làm việc tại đại đội 3, tiểu đoàn 862, lữ đoàn 146. Việc phục vụ trong quân đội là một cơ hội lớn để mình rèn luyện bản thân, được học tập tác phong và kỷ luật về giờ giấc. Cùng với đó là tôi sẽ được phục vụ trong quân đội để cống hiến sức mình, dù chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng mà đối với tôi đây là một điều rất là lớn lao. Dù tình nguyện nhập ngũ nhưng khi làm quen với môi trường quân đội, những người lính trẻ như Phạm Quang Trường cũng gặp không ít khó khăn. Vì trước mắt là quãng thời gian nhận nhiệm vụ ở quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nên quá trình huấn luyện đối với các tân binh cũng khắc nghiệt hơn nhiều. Để thành chiến sĩ hải quân thì tôi phải trải qua 3 tháng tân binh huấn luyện. Trong 3 tháng này thì thời gian đầu khá là khó khăn khi mà tôi phải làm quen với lại thời gian, với môi trường quân đội, với rất nhiều đồng chí đồng đội. Trong thời gian đầu là khó khăn, nhưng về sau thì tôi làm quen dần, có nhiều bạn mới, nhiều người anh dẫn dắt tôi rất nhiều. Trong thời gian đấy thì tôi huấn luyện về súng, được bắn súng thật và thuốc nổ nữa. Điều đấy làm tôi rất là hào hứng. Kết thúc 3 tháng tân binh, tôi được chuyển vào lữ đoàn 46. Ở tại đây tôi được rèn luyện về thể chất lẫn về bản lĩnh. Về thể chất chúng tôi được đi hành quân nhiều hơn, hành quân và kèm theo đó là chạy bộ. Điều này giúp bản lĩnh tôi ngày càng nâng cao và có thể nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nó. Cái ước mơ được công tác và phục vụ cho quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều là những cái ước mơ từ thời bé của tôi. Khi nhận được tin tôi sẽ được công tác tại quần đảo Trường Sa, tôi cảm thấy rất là hào hứng và vinh dự. Và vì thế tôi cùng với các đồng chí đồng đội của mình ra sức rèn luyện về cả về thể chất lẫn về tinh thần để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chỉ vài tiếng nữa đây thì tôi sẽ được xuống tàu và sẽ đi đến quần đảo Trường Sa. Thì cảm xúc của tôi rất là hồi hộp. Những chiến sĩ mới 19 đôi mươi ngày nào vào chung đơn vị giờ phải chia tay nhau để tỏa ra làm nhiệm vụ trên khắp các đảo, điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa. Chuyến đi lần này không chỉ có các cán bộ chiến sĩ ra đảo làm nhiệm vụ mà gồm cả người dân ra đảo làm ăn sinh sống tại huyện đảo Trường Sa. Có những em bé sinh ra ở đất liền, hôm nay lần đầu theo cha mẹ về nhà ở đảo. Tàu rời quân cảng Cam Ranh mang theo bao sự háo hức của những người lính hải quân lần đầu được đi biển. Nhưng sự háo hức đó đã phải nhanh chóng nhường chỗ cho những cơn say sóng không hề báo trước. Trải qua 2 ngày 3 đêm, hành trình của Tổ quốc trong tim đến với thị trấn Trường Sa vào lúc 6 giờ sáng. Do sóng to gió lớn nên phải mất khá nhiều thời gian, con tàu KN490 mới có thể cập vào cầu cảng an toàn. Con
sau hành trình dài 3 ngày 2 đêm và giờ đây tôi đã có mặt tại đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta. Và đặt chân đến Trường Sa thì tôi cảm giác hòn đảo này rất là lớn, bao la. Và tôi có một chút bối rối và hồi hộp. Không biết là tôi sẽ gặp ai và sẽ có những cái nhiệm vụ gì chờ tôi sắp tới. Nhưng mà cùng với đó là cảm xúc rất là háo hức được gặp lại những người đồng đội cũ của tôi đã từng công tác tại quần đảo Trường Sa này. Ngay khi đặt chân xuống đảo, Phạm Quang Trường và đồng đội lập tức được phân công nhiệm vụ đúng với trình độ chuyên môn. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên của mọi tân binh mới ra đây chính là việc dọn dẹp chỗ ở cũng như môi trường cảnh quan trên đảo. Tôi được đưa về biên chế về đơn vị. Cùng với đó là có một bữa trưa cùng với các đồng đội mới. Đến đầu giờ chiều thì tôi cùng với họ dọn vệ sinh khu vực. Tôi thấy đây là một hành động rất là nhỏ nhưng mà lại góp phần bảo vệ môi trường rất là lớn. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi mà đặt chân lên hòn đảo này là nó không hề có rác. Ở Trường Sa, nơi rộn ràng nhất có lẽ là trường học, bởi lúc nào cũng có tiếng trẻ nô đùa. Với người thầy nơi đây, trường lớp là nhà và học trò như những đứa con. Thầy Bành Hữu Tình xung phong ra giảng dạy ở trường tiểu học Trường Sa nhiều năm nay. Toàn trường chỉ có 8 học sinh, cả mầm non lẫn tiểu học, nên mình thầy phải dạy cho mọi trình độ. Hết lớp 5, các em mới quay lại bờ để học chương trình cao hơn. Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc và trong mỗi trái tim của người Việt Nam. Chính vì vậy, mong muốn được một lần đến với Trường Sa là mong ước của tất cả mọi người công nhân Việt Nam và bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Và đặc biệt là được mong muốn được sinh sống, học tập và cống hiến, làm việc trên cái mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì vậy, cái điều đó đã thôi thúc tôi viết đơn tình nguyện đến với Trường Sa. Dù ra đất liền, đời sống trên các đảo còn nhiều khó khăn, nhưng điều kiện học tập của các em học sinh nơi đây vẫn được chăm lo đủ đầy và theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Chính vì cái đặc thù ở ngoài biển đảo, nên bản thân một mình tôi là phụ trách cả hai cấp học, mầm non và tiểu học, với nhiều trình độ khác nhau trong một lớp học. Chính vì vậy là thời gian đầu, bản thân tôi cũng hơi bỡ ngỡ và có một chút khó khăn trong cách tiếp cận và vận hành tổ chức lớp học. Nhưng mà bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân cũng như sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự quan tâm của phụ huynh học sinh và các cháu rất là ngoan ngoãn, thì sau một thời gian thì lớp học đã vận hành theo như cái yêu cầu của thầy giáo đặt ra, và đến giờ phút này là kết quả là rất là tốt. Ngoài những kiến thức được giảng dạy như ở đất liền, học sinh ở đây còn được quan tâm giáo dục về chủ quyền biển đảo cũng như bồi đắp tình yêu Tổ quốc ngay trong những bài thơ, câu hát hàng ngày. Thì ngoài những giờ học chính khóa trên lớp theo như cái chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì bản thân tôi cũng có lồng ghép các cái tiết học ngoại khóa, và đặc biệt là với đặc thù biển đảo thì sẽ tổ chức cho các cháu và giáo dục cho các cháu về tinh thần cũng như truyền thống về quê hương, đất nước. Đó là ví dụ như các hoạt động là tham quan nhà truyền thống của đảo Trường Sa, rồi tham quan lá cờ trên nóc đảo Trường Sa và các một số các hoạt động khác để nhằm cho bồi đắp tình cảm cũng như là nuôi dưỡng tâm hồn các cháu. Vượt qua chiến sĩ Trường Sa, hát tiếng bài ca về những
một trong những nghi thức quan trọng nhất tại đảo Trường Sa, đó chính là chào cờ Tổ quốc. Hàng ngày, cứ 5 giờ 30 sáng và 6 giờ chiều sẽ diễn ra lễ thượng cờ và hạ cờ tại cột mốc chủ quyền. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở đảo nên việc bảo quản và dự trữ lá quốc kỳ luôn được quan tâm một cách đặc biệt. Xin chào quý vị khán giả, vào khoảng 5 giờ 30 phút cho tới 6 giờ thứ hai hàng tuần và vào những ngày lễ thì sẽ diễn ra nghi thức chào cờ. Nhưng trước tiên chúng tôi cũng mời quý vị khán giả tới một căn phòng, đây là phòng Hồ Chí Minh ạ. Và ở tại vị trí trang trọng nhất của căn phòng này thì là nơi cất giữ những lá quốc kỳ. Anh Ngải, xin chào anh. Những cái lá quốc kỳ này thì mình mang từ đâu tới vậy anh? Những lá quốc kỳ trên đảo Trường Sa thì được các tổ chức và cá nhân của các đoàn hàng năm ra thăm và tặng cho đảo. Dạ. Em thấy ở đây nhiều quốc kỳ của anh, chắc là phải có tới hàng ngàn lá đấy anh nhỉ? Hiện nay trong kho của chúng tôi là có trên 1.000 lá cờ. Tại sao mình lại phải giữ nhiều lá cờ vậy anh? Bởi vì với đặc điều kiện thời tiết ngoài đảo là sóng gió chiều cường và thời tiết thay đổi thất thường nên cái lá cờ rất là rách rất là nhanh. Từ 5 đến 6 ngày thì chúng tôi đã phải thay một lá cờ. Dạ, vậy thì làm thế nào để mình bảo quản những lá cờ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như ở Trường Sa? Những lá cờ được các đoàn ra tặng đảo thì đảo sẽ tiến hành là tổ chức đóng gói và hai là và cất vào những nơi khô ráo, đặc biệt là trên các cái giá cao để chống mọt muối và cũng như là cái độ ẩm múc của lá cờ để đảm bảo. Khi treo cờ đấy, thứ nhất là phải kiểm tra mặt lá cờ cái phẳng phiu, thứ hai là phải xác định cái hướng của cờ, tránh cờ bị treo ngược, và động tác treo cờ là phải nhanh mạnh và dứt khoát và theo chiều gió. Cũng vẫn là lá cờ đỏ sao vàng, cũng vẫn là bài hát quốc ca đã thuộc lòng từ tấm bé, thế nhưng những điều rất đỗi giản dị đó lại trở nên vô cùng thiêng liêng, vô cùng xúc động khi mà lá cờ của Tổ quốc tung bay trên quần đảo Trường Sa. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng chúng tôi đến với lễ chào cờ tại nơi này. Chào cờ trên quần đảo Trường Sa thì thực hiện vào sáng thứ hai tuần đầu tháng, cũng như ở trong đất liền đối với các đơn vị khác. Nhưng đối với đặc thù ở đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa thì mọi lực lượng, cán bộ chiến sĩ, lực lượng và nhân dân trên đảo đều tập trung là thực hiện nội dung chào cờ. Nó khác hẳn với này trong đất liền. Nó làm cho là trách nhiệm của mọi cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo trách nhiệm hơn nữa để cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp để giữ lấy đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chào cờ! Điều gì hãy cái danh dự của quân đội
và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến lên! Cách đây 21 năm, tôi là một sĩ quan trẻ được nhận công tác ra làm nhiệm vụ vệ quần đảo Hoàng Sa, và cũng rất vinh dự cũng tại cái nơi này. Thì cảm xúc đầu tiên thì chúng tôi là rất là bâng khuâng. Nó có một cái gì đấy là phải có cái trách nhiệm ở trong đó, mặc dù là điều kiện thời tiết nắng gió xa với đất liền, nhưng mà chúng tôi luôn nhắn nhủ với trách nhiệm bản thân để cùng với đồng đội đấy, đứng dưới lá cờ để chào cờ trước lá cờ của Tổ quốc, phải trách nhiệm hơn nữa và ý thức hơn nữa, và mang một cái gì đó để làm sao cùng đồng đội chúng ta là thực hiện cái nhiệm vụ thắng lợi cho nhiệm vụ của Trường Sa. Lần đầu tiên bản thân tôi chào cờ trên đảo Trường Sa mang cho tôi một cái ức rất nhớ sâu sắc, thể hiện cái không khí trang nghiêm trên đảo, đặc biệt là nó sâu sục cái lòng nhiệt huyết của mình. Dù bất cứ thế nào, trong hoàn cảnh nào, bản thân tôi cũng quyết tâm để hy sinh bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cảm xúc đầu tiên của tôi đó là rất là xúc động khi đứng trước cột mốc chủ quyền và lá cờ trên nóc đảo Trường Sa, và đặc biệt là khi cái lời bài hát quốc ca vang lên thì trong tôi dâng trào một niềm cảm xúc, một tình yêu Tổ quốc thật là mãnh liệt và xúc động. Mỗi lá chào cờ đều mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau, và những chào cờ sáng ngày hôm nay mang cho tôi cảm xúc vô cùng thiêng liêng và tự hào. Lễ chào cờ diễn ra nhanh và trang nghiêm, và ngay sau đó thì các chiến sĩ sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Anh Nhung ơi, ý nghĩa của lễ chào cờ là như thế nào ạ? Cái ý nghĩa của cái buổi lễ chào cờ này nó nhằm giáo dục cho mọi cán bộ chiến sĩ và lực lượng nhân dân đóng quân trên đảo Trường Sa. Dạ. Đứng trước lá cờ sau cái lời hô của lời thề của chiến sĩ đọc bài thề, mọi người xin thề để khẳng định và có quyết tâm và trách nhiệm hơn nữa để làm sao là cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp giữa quân và dân và các lực lượng trên đảo để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho. Vâng, đúng, bản thân em là một người đã làm rất nhiều những lễ chào cờ từ hồi còn đi học cơ, nhưng mà lần đầu tiên được chào cờ tại Trường Sa, cảm xúc thực sự rất là thiêng liêng và xúc động. Ở Trường Sa thì nắng gió và khí hậu rất là khắc nghiệt, vậy thì trong những ngày mà thời tiết không ủng hộ thì những cái buổi chào cờ này sẽ diễn ra như thế nào anh? Cái buổi chào cờ vào cái thời tiết điều kiện mưa gió thì chúng tôi không thực hiện được, nhưng mà chúng tôi tổ chức quán triệt, đặc biệt là phát tin vào cái truyền thanh nội bộ của đảo để làm sao mọi cán bộ chiến sĩ và lực lượng nhân dân trên đảo nắm được những cái nhiệm vụ của trong cái tháng qua, đồng thời là cũng nêu gương cái tấm gương điển hình để tiên tiến nhân rộng lên để là phát huy các lực lượng để kích động cái cho mọi người tinh thần trách nhiệm hơn, gắn kết hơn và thực hiện cái nhiệm vụ trong cái tháng tới. Như đã nói là khí hậu của Trường Sa thì vô cùng khắc nghiệt, độ ẩm cao, thì những lá cờ mà sau khi bị sờn, bị rách hạ xuống thì sẽ làm gì vậy anh? Do điều kiện nắng gió cũ không sử dụng nữa thì chúng tôi sẽ hạ xuống và mang vào lưu trữ tại nhà truyền thống của đảo. Dạ. Xin mời Huyền về nhà truyền thống để tham quan. Giới thiệu với Huyền, đây là nhà truyền thống của đảo Trường Sa. Dạ. Nơi là lưu giữ các cái vật phẩm, các cái tư liệu về quần đảo Trường Sa. Giới thiệu với Huyền, đây là anh thượng tá Đinh Cường, chính trị viên đảo Trường Sa. Dạ vâng, em chào anh. Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Dạ, em thấy là các anh đang ký với những lá cờ này. Đây là những cái lá cờ mà sau khi hạ xuống ạ, thì là sẽ được sử dụng như thế nào ạ anh? Những lá cờ mà sau khi treo tại cột mốc chủ quyền của đảo Trường Sa, dạ, thì chúng tôi sẽ đưa vào phòng truyền thống của đảo, dạ, để lưu giữ, và lãnh đạo chỉ huy đảo sẽ ký đóng dấu của các lá cờ khi có các đoàn ra thăm. Thì chúng tôi sẽ tặng các đoàn như là một món quà đầy ý nghĩa. Vâng, vậy là những lá cờ đã bạc, đã rách rồi nhưng sẽ trở thành một kỷ vật vô cùng quý giá đối với những đoàn công tác thăm đảo, đúng không ạ? Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa sẽ trân trọng gửi tặng Đài Truyền hình Việt Nam, dạ, lá cờ Tổ quốc đã từng tung bay tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.
Phòng truyền thống của đảo Trường Sa thì là nơi lưu giữ rất nhiều các cái hiện vật, đặc biệt là các cái hiện vật mà khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ví dụ như phòng chúng ta đang đi ở đây là phòng mà lưu giữ các cái tư liệu lịch sử để khẳng định cái chủ quyền của đảo Trường Sa. Đây là cái châu và các cái châu bản rồi châu Nguyễn, thế rồi là trích dẫn các cái lời, đấy là lời của vua Lê Thánh Tông viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nói về cái quyết tâm, cái ý chí của dân tộc Việt Nam trong bảo vệ cái chủ quyền quốc gia dân tộc. Tất cả đều khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đúng vậy, tất cả những cái hình ảnh đây, cái gian phòng chúng ta đang đi đây là những cái bức ảnh nói về những cái chiến thắng của cha ông ta trong các cái trận thủy chiến chống chiến tranh xâm lược. Ví dụ như đây là các cái truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông ta trên biển, từ các cái bãi cọc Bạch Đằng đến các cái chiến thuyền của cha ông ta đã sử dụng trong các cái cuộc kháng chiến để chống quân xâm lược. Đây là mô hình trưng bày hiện vật lịch sử là bãi cọc Bạch Đằng. Có thể nói là một trong những cái hiện vật nổi tiếng nói về lịch sử chống ngoại xâm của cha ông ta. Và ngoài những giá trị lịch sử thì còn biết được rằng ở phòng trưng bày này cũng có những cái những bức ảnh để lưu giữ những cái sản phẩm chính tay của các chiến sĩ làm, những cái sản phẩm thủ công rất là bắt mắt. Đó là gì đấy anh Cường? Đúng vậy, trong phòng truyền thống thì chúng tôi có một cái gian để trưng bày các cái hiện vật được cán bộ chiến sĩ sưu tầm, mà đó là những cái vỏ ốc, vỏ sò để khẳng định cái sự phong phú của nguồn tài nguyên thiên nhiên trên biển của chúng ta. Dạ. Bây giờ cờ đã chuẩn bị xong, xin dạ. Mời Thanh Huyền vào để nhận cờ. Vâng. Đây là lá cờ đã được treo tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Dạ. Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa xin trân trọng gửi tặng Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Hành trình đến với Trường Sa mang thật nhiều cảm xúc. Chúng tôi sẽ mang về màu cờ đỏ thắm trong tim, hình ảnh những nụ cười của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo, những con người đang hy sinh những hạnh phúc riêng tư để ngày đêm vững tay súng bảo vệ vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sớm mai này, nắng ấm ở Trường Sa, tiếng gà gáy bình yên trên ngực đảo, tiếng trẻ nhỏ đến trường nơi sóng bão. Thêm một lần, Tổ quốc được sinh ra.